Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành quyết định số 126 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68 năm 2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nghị quyết 126 do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký sửa đổi quy định về chính sách hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động như sau – người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 1 năm 2021 và bị giảm từ 10% lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, nghỉ việc từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng, hỗ trợ 1 triệu 855.000 đồng một người từ 1 tháng trở lên, hỗ trợ 3 triệu 710.000 đồng một người. Người lao động làm việc theo hợp đồng, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bị ngừng việc, do dịch bệnh, được hưởng hỗ trợ một lần 1 triệu đồng một người. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, được hỗ trợ một lần 3 triệu 710.000 đồng một người.